trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số tiết mục đờn ca tài tử của Câu lạc bộ đờn ca tài tử tỉnh Long An. Thành phần ban nhạc: Quốc Bảo đờn guitar phím lõm, Văn Khôi đờn kiềm, Tấn Khoa đờn cò, Thanh Việt đờn bầu và Mạnh Hùng đờn tranh. Mở đầu chương trình tài tử Nhật Tiến trình bày thể điệu Xuân Tình lớp 1 và lớp 4, đờn ca tài tử viết lời Hùng Dân. Đờn ca tài tử là môn nghệ thuật rất đậm đà, không cầu kỳ cũng chẳng xa hoa. Dù thôn quê hay chốn thị thành, với tâm hồn đam mê nghệ thuật, không phân biệt già trẻ sang hèn, mỗi khi hợp mặt ca đờn đều trở thành kỳ kỳ âm, qua âm điệu bóng trầm quan nhặt, những ưu tư phiền muộn chẳng còn khi tiếng ca hòa lẫn tiếng đàn, nghe tâm hồn bãi bồng lân. Quê hương yêu nhịp ca cầm, trải bao đời ông cha truyền lưu, cho ngày nay những giai điệu tuyệt vời. Nên những lúc trà dư tổ hậu, vẫn không quên gìn giữ bảo tồn, phát huy nền văn hóa nước nhà thêm mặn mà với âm điệu quê hương. Từ thôn quê đến phồn qua đô hội, đâu cũng có đờn ca hội ngộ, đưa phong trào ngày càng phát triển, thế hệ sau mãi tiếp nối trào lưu. Dẫu cho lắm lúc thăng trầm, tình yêu nghệ thuật đời thiết tha, đờn ca phí giả tương cầu, khi âm khi kỳ mặn nồng thâm giao, thu tiêu giao vui nào hơn, vui thu ca cầm đơn sơ giang dị chân tình, dù bên hiên hay dưới quay quần tri kỷ cùng tri âm, đờn ca tài tử tương giao tương ngộ, thư thái ung dung hòa điệu trong nhịp nhàng tiếng cò sung làng, tiếng guitar bóng trầm dịu dặt hòa với kiềm tiếng tha khoan nhặt. Kéo rắc đờn tránh vui tươi tiên sơn, vì giới bầu thắm đượm hồn quê, người tha hương luôn ao ước quay về, đờn ca hội ngộ vì tình thâm giao, đến với nhau bằng một tấm lòng đam mê tài tử. Tiếp theo chương trình là thể điệu Vạn Giá 22 câu Biệt Mãi Thanh Lâu của tác giả Cao Hoài Sang, do tài tử Trung Kiên trình bày.
cận hiền, tất cỏ cũng toan điều, đành chuốc tôi cha già nỡ tình cùng ai dành. Liên tục chương trình, tài tử Kim Phương hát bài Hương sắc mùa xuân, viết lời Phạm Văn Phúc, theo thể điệu Sương chiều hai lớp. Lòng lao sao ôi đẹp quá bức tranh rừng, như đã từng quen thân, chưa đến đây một lần mà lòng vẫn thương mến. Nghe lá gió mơn mông thoáng đưa hương nồng, bên bông ru êm
Tài tử Hữu Thanh tiếp nối chương trình hôm nay với thể điệu Lưu Thủy Trường, Tìm đường cứu nước cứu dân của tác giả Quỳnh Khải. Tặng an nguyện bình.
thanh thanh xâm lược. Tài ái dân đành kiếp sống ủ ề, đình lệ ly trần lệ, vì quốc dòng thân, vì dân dòng lời, phất cao ngọn cờ chiêu mộ. Lập nghĩa quân quét đồng tâm đuổi giặc, đàn pháo tay cài lên thấy người Việt xương trắng, máu bom cao su máu hồng lon ruộng. Hỏi hùng anh ai ra cứu quy dân tộc, nhưng vô vọng khi bao phong trào đều bị rã tan, vì giặc ác với Việt gian tàn sát đồng bào vì lợi ích riêng tư. Từ Kim Liên bác quyết tâm vào trường nghề quốc học, kêu gọi tình yêu dân tộc, cùng tìm đường cứu nước cứu dân. Sài Gòn tìm cách bôn ba, tại bên nhà rồng tháng sáu ngày năm, bác tìm đường cứu nước cứu dân. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe tiếng hát của tài tử Ngọc Chuẩn qua thể điệu Phụng Hoàng 12 câu Nhớ mãi ơn anh, viết lời Võ Văn Sẵn. Tượng đài tổ quốc ghi công anh hùng oanh liệt, mà nhớ thương các anh chiến sĩ đã hy sinh. Lòng bông nghẹn ngào trong niềm đau mất, dẫn đứng mãi tự hào.
Mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp sau đây thể điệu Giang Nam từ câu 9 đến câu 16, Nhớ Mẹ Tháp 10, soạn lời Lê Kiều, với tiếng hát của tài tử Hồng Cúc. Bán trường cao
mãi nhớ ơn người. Mẹ chiến sĩ tháp 10 Long An. Quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục đờn ca tài tử của câu lạc bộ đờn ca tài tử tỉnh Long An. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ ngày mai, chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số tiết mục do câu lạc bộ đờn ca tài tử tỉnh Long An trình bày. Mời quý thính giả đón nghe. Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.